Rồi nãy giờ mình mới nói qua cái phần số 3, nó là tính từ sở hữu. Giống như đề cập ở chỗ này ha, possessive adjectives, my, your, his, her, its của nó, our, your của các bạn, của bạn, their của họ. Thì những cái đại từ sở hữu ha, thì nó khác với tính từ sở hữu ở chỗ là nó không cần một cái danh từ đi phía sau nó, giống như là my house, your hay your keys. Thì cái đại từ sở hữu nó đứng một mình nó ha, my, yours, his, nó giống như tính từ sở hữu, hers, thêm s vào thì its. Thế này dấu gạch này không biết là gì đây, hồi tới hồi mọi người kiểm tra lại ha. Ours, thêm s vào, yours, theirs. Thì mình thấy là tất cả đều thêm s vào sau cái tính từ sở hữu để tạo thành đại từ sở hữu. Riêng có từ mine của tôi ha, cái vật gì đó của tôi, và từ his, bản thân nó kết thúc bằng s rồi cho nên là không cần thêm s nữa. Rồi, mọi người đọc cái chỗ này nè. À, tính từ sở hữu thì luôn luôn theo sau nó là một cái danh từ. Ví dụ mình có từ mother, có từ house. Còn đại từ sở hữu thì không bao giờ đi sau nó là một danh từ ha. This is mine. Ví dụ như trước đó mình có đề cập tới một cái danh từ ha, và cái danh từ đó sở hữu bởi một người khác, và bây giờ mình giới thiệu lại cũng cái vật đó luôn ha. Ví dụ như house thì mình không cần nhắc lại cái danh từ đó ha. Bản thân người nghe và người nói họ đã hiểu được là cái người mà dùng cái từ my đang đề cập tới cái danh từ nào. Mình làm bài tập mình sẽ biết ha. Give it to Peter. It's his. Nó không có danh từ phía sau mọi người ha. Bản thân từ his, cái này nó đứng riêng một mình nó là đại từ sở hữu, tức là his cộng với danh từ rồi đó. The money is ours. Ours này nó là viết tắt của our money. Rồi mình làm cái phần practice bài tập ở phía dưới này. Người ta kêu mình viết tính từ hoặc là đại từ sở hữu trong những câu sau. Thì cách phân biệt là mình coi phía sau cái dấu ba chấm họ kêu mình điền vào nó có danh từ hay không. Nếu có danh từ thì đó là tính từ sở hữu ha. Còn nếu như mà không có danh từ thì nó là đại từ sở hữu. Rồi, number one, whose camera is this? Thì mọi người thấy cái question word, cái từ để hỏi nó là whose. Thì sau whose của ai thì phải có một danh từ ha. Cái camera này của ai vậy? Whose camera is this? Is it yours? Đây mình thấy cái từ you thì nó không có danh từ, mình dùng từ yours. Cái bài này mình cũng sẽ làm lẹ nha mọi người. Number two, excuse me. Those are our seats. Những cái ghế đó là của chúng tôi, mình có danh từ ha, số nhiều, seats. Rồi, cái từ này mọi người chú ý ha, có một số là điểm cần lưu ý. Thứ nhất là cái chữ sờ, mình đọc là sờ nhẹ chứ mình không đọc là sờ mạnh ha. Anh ơi, chắc em mở video lên luôn á. Em sai wifi đi, wifi nó mạnh hơn. Có phải Cái này nó sắp mạnh hết rồi. hả? Vậy em nếu giờ em đổ wifi nó có bị đứt không? À không biết nữa mà Em mạng như mình đổ sắp hết rồi. 1,5 giờ rồi. 1,5 giờ. Vậy giờ chuyển qua wifi. Ừ, chứ wifi đi. Anh thấy wifi nãy đẹp mạnh. Sorry mọi người, tốn thời gian của mọi người quá đi. Rồi, chuyển qua wifi rồi. Cách phát âm của cái từ này mọi người chú ý là, thứ nhất cái âm sờ mình không đọc là sờ mạnh ha, sờ nhẹ thôi, c, và y là y dài ha, e c c. Giờ mở loa của cô. Hải đang Ủa mở. Dung ơi, ở nãy bé Thùy thấy có mà sao giờ không thấy đâu ta? Ừ, chắc văng ra luôn rồi. Phải mở âm thanh của cô Lan. Tại nãy đang đang loay hoay mở âm thanh của cô Lan xong cái bị văng.
Rồi, dạ cô ơi, em mở âm thanh của cô rồi. Mình đang sửa tới thực mê cầu số 3. Is it? Cái này là cái vali của bạn hả? Hay là của anh ấy? À, cô Lan. Miss Lan, can you hear me? Biết nó đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, 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 em nghe cô Lan nói rồi. Number 3. You này mình chọn gì? Dạ, không thấy nha. Thì... À, à, rồi, rồi, thấy rồi. Dạ. Yeah. Chỗ này cô Lan chọn gì cô? Is this... His đúng rồi. Is it your suitcase or his or its your, cái này tính từ his. Sở hữu, sau danh từ nó là cái vali ha, còn chỗ này nó là đại từ sở hữu his, tại vì người ta cố tránh lặp lại cái danh từ suitcase ha mọi người. Rồi xong nghe nó giật 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 vui dễ sợ luôn. Number 4. Has the dog. À, cái này là thì hiện tại hoàn thành mọi người. À, ý là hỏi là con chó nó đã ăn thức ăn của nó chưa? Mình có food là danh từ. Thì trước danh từ nó là tính từ sở hữu. Has the dog. À, nếu mà vô trong chỗ phần tin nhắn của cô Lan. Cô có làm bài tập. Trời ơi, nó quay quay quay. Rồi. Dạ, tắt đi rồi đó. Dạ. Tắt đi rồi đó, nhắc cho mọi người. Nhắc là tuần sau có động mai 21 học. Đang giải quyết bài tập. Nhưng mà trên này nó báo 7 phút nó bị văng ra rồi. Này. Này bài số 3. Mọi người nhìn quẹo đầu chút xíu nha. Ê, đợi mà tải cái hình này cũng lâu. Đây là bài cô Loan làm. Has the dog had its food? Has the dog had its food? Con chó nó có thức ăn của nó chưa? Number 5. Không biết mọi người có nghe không mà bên này mình nghe âm thanh là nó cứ giật giật á anh. Không có nghe đâu. Dạ, number 5. They're not my keys. They're hers. Keys là danh từ. My là tính từ sở hữu ha. Chúng không phải là những cái chìa khóa của tôi ha. Chúng là của cô ấy. They're hers. I don't think. I don't think it is your room. It's your room. I think it's theirs. Cái chỗ này nó thiếu cái apostrophe mọi người ha. Apostrophe, cái phẩy s nó là viết tắt của động từ to be is. I don't think it is your room. I think it's theirs. Your room tính từ sở hữu, theirs tại từ sở hữu. The police asked me for my address. Cảnh sát hỏi tôi về cái địa chỉ của tôi, my address. Thì bài số 4 là vậy đó mọi người. Bữa là mình không có học kịp cái bài số 3 với lại bài số 4.
Thì cô Lan nhà cũng có làm, mọi người cũng ráng làm nha, mình làm xong rồi mình tra đáp án, xong rồi cái phần nào mà mình không hiểu á thì mình hỏi lại ha. Dung có nhiệm vụ là sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người, còn cái nào mà mọi người hỏi mà mình cũng không biết thì mình cũng tra với mọi người luôn. Ví dụ mọi người thấy là trong sách mà nó sai chỗ nào mình tự sửa ha, rồi nếu mà nó sai chỗ nào mình cũng không hiểu thì mình hỏi 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 thêm nha mọi người. Bài số 5 bữa sau mình sẽ học ha. Mình sẽ nói sơ qua những cái phần bữa sau mình học cho mọi người. Cái sự sở hữu với S ha, phẩy S. Danh từ là Anne's bike, xe đạp của Anne. James' friend, bạn của James. My parents' house, trường hợp nào mà mình không dùng S, mình chỉ dùng dấu phẩy thôi ha. Rồi, bài bữa sau mình học là sở hữu. Phần số 5, một số bài tập. Phần số 6 là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ha. Nếu đối với những cái danh từ không đếm được mà mình muốn đo lường nó thì mình phải dùng những cái đơn vị ha, 1 lít, ha, 1 ký. Rồi, bài tập để mình thực hành danh từ đếm được countable và danh từ không đếm được uncountable. Bài số 7, đề số ít và số nhiều. Ha. Mình thêm SES. Khi nào thì mình thêm S, khi nào mình thêm ES, khi nào mình đổi Y thành I thêm ES. Rồi. Và phần số 8 là mạo từ không xác định họ sẽ đi từng cái mạo từ ha. Từ xong rồi anh. Xong rồi có từ the nha mọi người, còn anh là trường hợp đặc biệt của thôi. Rồi. Mình ngưng ở bài số 8 hay bài số 9 mình để qua bữa khác, đó là bữa thứ hai nha mọi người. Hôm nay mình làm đỡ phần 4, phần 5, phần 3, phần 4 của buổi đầu tiên ha. 5 6 7 8 bữa sau mình học. Rồi mình có tư vấn. Bữa mình học bài 1 bài 2. Bài 3, bài 4 mình sẽ học về bộ phận trong cơ thể và quần áo. Thì mọi người nhớ là những cái bài ở trong này nó từ vựng nó đơn giản. Nhưng mà không phải vì đơn giản nên mọi người không làm bài tập, mình vẫn làm bài tập đầy đủ. Tại vì cái này chủ yếu là mình tự học. Với 1 tuần lận mọi người chia ra mình làm bài từ từ. Rồi những cái từ vựng mà mọi người muốn mở rộng vốn từ thì mình cứ tìm hiểu thêm. Còn cái cuốn từ vựng hiện tại mình đang sử dụng nó là vở lòng thôi, cho nên từ vựng nó cũng thuộc về cơ bản. Còn những từ vựng mà nó cao siêu hơn mọi người cứ yên tâm là sau này mình sẽ học hết nha. Mình sẽ ôn lại cái chủ đề đó, nó sẽ lặp lại những cái topic á, những cái chủ đề nó sẽ được lặp lại mọi người, và người ta sẽ lại cho mình những cái từ mình đã học qua rồi, và người ta sẽ bổ sung thêm những từ mới. Mình học từ hay ngữ pháp cũng vậy, khi mình học nâng cao thì họ sẽ cho mình ôn lại. Cái việc mà mình ôn tập là cần thiết, tại vì học là phải ôn ha, mình không ôn, mình không dùng nhiều, không lặp đi lặp lại mình sẽ không nhớ đâu. Rồi bữa sau mình học bộ phận cơ thể ha, với lại quần áo, có nhiều từ cũng hay lắm. Mình ngưng ở đây nha mọi người, xong rồi mình hẹn ngày nha. Ngày mai mình về rồi ha. Ngày mai thì học cũng được, tuy hơi mệt chút xíu mà nghỉ chắc cũng ok. Stop share.